cái giống vú sữa Mika này thì có thể thích hợp khi mà trồng ở cái địa phương nào ạ, thưa chuyên gia? Theo tôi thế nào với tất cả những cái địa phương nào mà từ trước đến giờ trồng các giống vú sữa khác thì chúng ta đều trồng được cả. Bởi vì như thế này, cây vú sữa là cái cây mà trong cái điều kiện nhất là các tỉnh phía Nam của chúng ta thì nó là có cái phạm vi thích ứng tương đối rộng, chứ không phải nó chỉ có ở Bến Tre. Vì thế cho nên nó xuất phát có thể gốc từ Bến Tre. Đây tôi cho tức là một cái giống vú sữa là cho một cái biến dị đặc biệt. Bởi vì thế này, chúng ta biết tức là lâu nay là chắc trái vú sữa thì phía phần ngoài vỏ của nó là có chứa một cái hàm lượng tannin khá cao. Vì thế cho nên chúng ta ăn vào đấy chúng ta thấy chát. Và những người nào mà ăn cái lượng tannin nhiều vào thì có thể gây đến là bị trước bụng. Vì thế cho nên là, nhưng mà đây do một cái giống đột biến cho nên là dẫn đến là nó cái phần vỏ của nó là đã bị tiêu biến, không còn, Bị nó chát. không có có tannin nữa. Vì thế cho nên nó không vị chát cho nên người ta có thể ăn được. Thì chúng ta cũng giống thấy như là chẳng hạn những các giống hồng của chúng ta, chẳng hạn giống hồng phi phi của chúng ta chẳng hạn, như thế là giống hồng giòn đấy, thì chúng ta là hiện nay là có những giống hồng mà người ta có thể hái trên cây người ta ăn trực tiếp được luôn, bởi vì như thế là cái ngoài phần vỏ nó là không còn có tannin nữa. Chứ còn đường đấy, cây hồng của chúng ta là có cam tannin rất là cao đấy. Vì thế cho nên là nó tùy theo từng giống. Vì thế cho nên tôi nghĩ là nếu mà cái giống này mà đã, chúng ta phải theo dõi tiếp từ cái cây này, sau đó chúng ta chỉ nhân giống nó ra để xem nó như thế nào. Nó ổn định được cái tính đột biến này thì tôi cho đây là một trong những cái giống vú sữa tốt mà có thể sẽ phổ biến rộng rãi cho sản xuất vào những cái thời gian tới. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia về những tư vấn vừa rồi. Mọi thông tin về giống cũng như thuốc và bệnh cây, quý bà con có thể liên hệ với số điện thoại Zalo, Facebook trên màn hình.